Xin chào quý vị, đến hẹn lại lên cứ mỗi thứ tư hàng tuần vào lúc 19 giờ chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Bí Kíp Vàng. Bí Kíp Vàng do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. ST đang rất là mong chờ rằng là thử thách của chúng ta trong tuần này sẽ là gì và thử thách riêng cho ST sẽ là gì đây. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với thử thách đầu tiên. Để mặc hết. Cốc cốc cốc. Ai gọi đó? Tôi đây. Ủa? Sao tự nhiên qua đây? Hơ, sao để giờ ngồi đợi ở dưới nhà? Phải leo lên tới tận ở trên này mà vẫn còn đang đứng đây. Và cái bộ đồ này là bây ok chưa? Bây giờ nói không? Qua nhà người ta hỏi lý do để cho người ta nói. Nói quá trời nói à. Xin mời bạn nói ạ. Vấn đề là con gái mà đi ra đường là phải đẹp. Bộ đồ này chưa đẹp sao? Chưa thấy đẹp. Nope. Chưa đủ đồ đẹp. À. Cho nên là muốn chọn một cái bộ đồ nào đó nó đẹp để có thể mình đi uống cà phê với nhau đúng không? Bữa nay mình có hẹn đúng không? À, là muốn mặc một cái bộ đồ có hẹn với ST là phải mặc một đồ tông sụt tông vậy hả? Phải tông sụt tông cái màu với ST. Cũng không muốn tông sụt tông lắm đâu, tại mình đâu phải tình nhân đâu mà tông sụt tông. Nhưng mà mình bạn bè biết đâu mà mình có thể quay những cái chương trình trên mạng xã hội chung với nhau nè. À, đúng rồi, mấy cái clip hình luôn. Chung với nhau nè đó thì cũng... bây giờ mình sẽ mặc đồ cùng màu đi. Bây giờ không có đồ mặc nè. Thôi được rồi, bây giờ Buka hãy chọn những bộ đồ để ST sẽ góp ý cho Buka nha. Hay là mình mặc quần vàng với lại áo xanh được không? No. Tại sao no? Thì nó không có tông xịt tông đâu, đơn giản vậy thôi. Đây, vô đây. Ổn mà, sai quá sai. Mùa này mình mặc áo len được không? Áo len sẽ rất nóng đó, mặc thì mặc được đó. Nhưng mà ra ngoài nó rửng mỡ chảy ra thì không biết. Hay là bằng đầm đi, váy đầm. Váy đầm ok, nhưng mà ra đường nó sẽ hơi khó khăn để mà chúng ta ngồi tới ngồi lui đó. Ờ đúng rồi, nó hơi bất tiện tí xíu ha. Không biết bây giờ bạn gì? Khỏi mặc đi, khỏi mặc gì hết đi, đi luôn. Hay là bây giờ mình chơi một cái chen đi. Nhắm mắt xong mình chỉ vô đó. Đúng rồi, có một chen trên mạng xã hội là bây giờ ST đưa hai lựa chọn. Mình chọn hơi xui ngẫu nhiên đi nha. Nhắm mắt lại, mình bên phải hay là bên trái? Rồi Buka ngồi đằng trước đi, là đứng trước. ST sẽ chọn nha. Trời ơi, chọn sao cũng lâu vậy. 2, 3. Bên đây sẽ được ổn. Nhìn đi. Mình chọn hết đồ đi, mình chọn hết bộ đồ rồi mình phối lại rồi hay. Tiếp theo ạ. Ủa có biết lựa đồ không vậy ta? Không biết. Sao hơi lâu vậy? Theo như cái ốc sáng dạ. Theo như cái ốc sáng dạ của em á thì em nghĩ mình nên chung thủy một bên thôi ạ. Một bên này ạ. Rồi. Tới giày nha anh. Anh lựa giày xem nghe móc nó len keng quá vậy. Bây giờ là thủy chung hay là vẫn chọn bên ngược lại ạ? Mình sống là phải thủy chung, trước sau như một. Tới cuối đời mình hả cua? Bên đây. Để tạo bất ngờ hiểu không? Bất ngờ rồi ạ. Rồi. Rồi đủ rồi. Ok. Ủa sao mày thể thao hả? Ừ, đôi giày thể thao. Và một cái áo ren và một cái đầm rip da. Bây giờ mặc thử đi ạ. 1, 2, 3. Hey. Trời ơi, hay quá vậy trời. Rồi, ổn không? Thật ra là nếu như mà bình thường thì như vậy thì cũng ok đó. Nhưng mà như vậy thì nó hơi rối quá. Bởi vì ở trên đã rất là bèo rồi, ở dưới nó còn nhúng. Xong rồi một đôi giày thể thao thì thật sự là nó sẽ không có phù hợp lắm. Bèo rồi nhèo rồi xuống đây cái. Cho nên là để cho mà chúng ta có một cái buổi đi chơi mà năng động hơn và trẻ trung hơn thì em sẽ nghĩ rằng là Buka nên thay đổi bằng cái chiếc áo thun này. Một hình họa tiết nó sẽ tạo thêm một cái điểm nhấn và nó vừa năng động cho Buka nữa. Và đây, Buka sẽ đổi thành đôi giày này. Đó. À, rồi, vậy thì chờ em. Tại chiều cao của mình có không cao hết. Nhưng mà em mang này em đứng cũng vừa phải với anh. Tại tí nữa anh chưa có mang giày đôn. Ờ, cũng đúng rồi. Rồi ok, em sẽ mang cái này với cái này. Rồi ok. Rồi. 2, 3. Hey. Đó. Ôi. Tốt hơn rất nhiều và bây giờ chúng ta có thể phù hợp hơn để đi ra đường đúng không ạ? Mà đẹp không? Nhìn em xịn chưa? Xịn rồi đó. Nhưng mà sao anh lùng hơn em? Sao lùng hơn được ạ? Đó, rõ ràng được có nhóm. Nhưng mà bây giờ bị ngứa mắt à. Sao vậy? Trong nhà bị ngứa mắt quá. Tại sao? Con gái mà mình treo đồ như vậy là nó sẽ bị hư cái form áo nè. Hiểu không? À. Đây là một cách treo đồ sai. Treo thì mình treo lên thôi. Thứ nhất là nó làm xệ cái áo xuống nữa, làm hư cái form áo. À. Thứ hai là khi mà mình treo như vậy những cái móc mà nó có cái lõm như thế này á. Nè ST, cái này đừng bao giờ trách em. Ừ. Trách cái nhà sản xuất cái móc này. Sản xuất cái móc nó lõm xuống như vậy rồi. Vậy mình là người mua hàng, tại sao mình lại đi mua những cái móc này à? Nani? Thì thấy bán mình mua thôi. Mà những cái móc mà nó rỉ sét như thế này vẫn còn xài được.
Nhà nghèo, bước qua đem chục được móc rồi, anh sẽ tặng cho em hả mấy chục cái móc mới bằng gỗ, được chưa? Nhưng mà nếu mà áo len á thì chúng ta nên treo hoặc là phơi, bằng cách này là sẽ là tốt nhất. Ủa hỏi thiệt nha, sao cái gì anh cũng biết hết vậy? Hả? Tại anh rảnh á. Anh không có đi làm nhiều giống như em á. Cho nên ở nhà anh học được nhiều bí kíp, hiểu không? Thấy anh đảm đang quá, cái gì cũng có, cũng biết hết trơn á. Trời ơi, là treo giày đúng không? Đúng rồi, đây là cái cách mà không có bị hư áo len. Đó. Còn bây giờ thì đi chơi thôi. Đưa tay đi nào. Mãi bên nhau bạn nhé. Khán giả xin chào quý vị khán giả của chương trình Bí Kíp Vàng phiên bản thử thách tại nhà. Nhìn không gian này là thấy thích liền đúng không ạ? Dạ, với một không gian như thế này thì mọi người đã biết được là mẹ sẽ làm gì rồi đúng không? Dạ không, ai biết gì đâu. Hôm nay mẹ sẽ hướng dẫn với mọi người một cái bí kíp mà mẹ nghĩ là chính cả mèo mèo cũng phải là cố gắng rất nhiều và nghiên cứu rất nhiều để có được những cái kinh nghiệm cho bản thân. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả mọi người nha. Trùng hợp là hôm nay mèo cũng đang set một buổi chụp tại nhà để có thể sống ảo, mọi người ơi biết không? Tại vì khi mà mình tự sướng riết á thì nó cũng sẽ không có quá nhiều hình ảnh đẹp. Thì hôm nay mèo đã nhờ một bạn photographer đến từ Hollywood, đến từ Châu Đốc nha. Và bạn ấy sẽ chụp cho mèo. Em, đây là bạn photographer của mèo. Tại vì mèo nhớ là hình như đã có số để hướng dẫn mọi người về cái dáng chụp cho đẹp. Thì hôm nay em chụp cho chị là chân dung để chị có thể thay avatar và có thể kiểu mà ghi những cái ảnh mà deep deep, chill chill á nha. Ok, giờ đầu tiên là chị sẽ đứng đây đúng không? Dạ, chị hơi nghiêng người một tí. Hơi nghiêng người một tí ha. Rồi ok. Vậy thì làm thế nào mà để nghiêng người mà cho đẹp? Tại vì có nhiều người nói sao tôi cũng nghiêng mà sao mà nó không đẹp. Là đơn giản tại vì bạn không chọn được cái góc nghiêng đẹp nhất. Mình phải biết được là cái góc nghiêng của mình, thật ra cái mặt của mình đúng là đa số là đều, nhưng mà nó sẽ có góc đẹp nhất và cái góc đẹp nhì. Thì tất nhiên khi mình chụp mình phải chọn cái góc đẹp nhất. Ok. Và cái mặt của mình nếu như mà hơi nọng nha thì chụp hơi ngước tí cho nó thơ. Rồi, ngước như vậy thì nó trơn. Do đó, phải có một cái tay để lên. À. Còn nếu như mà mặt các bạn đã hơi thon thon một chút xíu, mình có thể chụp nó hơi cá tính chút xíu là nắm lấy tay em đi đi khắp thế gian kiểu vậy. Và ánh mắt làm sao có hồn. Mọi người đừng bao giờ nghĩ là mắt liêm diêm là có hồn, sai nha, là buồn ngủ nha. Do đó khi mà mình chụp hình á, mắt của mình phải tập trung vào trong cái máy ảnh. Và khi mà mình nhìn cái máy ảnh, một số bạn sẽ không biết là nhìn như thế nào để đúng cái ánh nhìn nhất. Thì các bạn có thể nhìn cái vòng tròn của cái máy ảnh, hoặc là các bạn có thể nhìn cái góc kế bên cái máy ảnh, hoặc là các bạn có nhìn thì nhìn thẳng cái anh đang chụp hình luôn. Nhưng cái góc đẹp nhất đó là cái tầm nhìn ngang mắt nhất. Và nhớ mở mắt cho to. Và hãy bao nhiêu bài hát thất tình, bao nhiêu bài hát đau khổ á, trái tim của em xinh đâu, đi sang trái. Dòng người vội vàng bước ngang, chợt như chiếc hôn thôi. Nhớ nghe cái bài đánh hoa một tí xíu, cái cằm hất lên một tí xíu thì cái mặt của các bạn sẽ có được một cái góc gọi là hoàn hảo. Trong trường hợp anh camera cảm thấy mệt mỏi quá, anh quỵ xuống, mình có thể có góc thấp nha. Ok, mình có thể nhìn xuống phía anh camera đang quỵ đó, nhìn xuống con mắt của mình á, cái tròng của mình á, đừng có nhìn xuống dưới chân của ảnh mà nhìn ở ngay cái chỗ cái điểm anh quỵ là cái đầu của ảnh. Là cỡ này nha, nhìn ngang tóc tai như thế nào. Đó là một cái vấn đề rất là quan trọng đối với những cái bức ảnh avatar. Đó, ảnh lia lên lia xuống để làm gì, để cho
các bạn thấy là với những cái bức hình của mình á, cái góc máy nó rất là quan trọng. Bây giờ ảnh vít một chỗ, ví dụ như ảnh đang làm biếng quá rồi mà mình cũng đang lười quá rồi, mình không biết tại sao thì mình thấy cái camera nó đang như vậy, đúng không? Ok, mình có thể chụp một cách gian dối của mình, đó là xoay lưng lại và xoay mặt về sau và cười bằng mắt. Mọi người ơi, cười bằng mắt rất là quan trọng nha. Cười bằng mắt không phải là ha như vậy là cười nha, không. Cười bằng mắt là mắt hơi nheo nheo một tí xíu nhưng mắt vẫn phải mở to. Ví dụ như làm sao để mà có thể hả hả cái miệng ra cho nó dễ thương á, thì đừng có bao giờ mà ha nó đơ nha mọi người. Ra âm thanh. Và cái miệng mình lúc nào nó cũng sẽ tươi tươi, hơi cái môi hơi hờ hững ra. Đừng có ngậm chặt môi, tại vì khi bạn ngậm chặt môi cái hình của bạn nó sẽ hơi ngầu một tí. Còn cái tông ngày hôm nay nó sẽ thơ thơ, thì nhớ hả cái miệng ra chút xíu nhưng mà đừng hả quá nha. Hả quá cũng được, hơi hơi thơ thôi. Giống như là IQ nè, đang đi nè. Vậy đó. Vậy là chúng ta đã có được những bức ảnh mà gọi là đủ sống ảo. À, bên đây có cái bông. Có nhiều bạn hay chụp hình với cái bông kiểu là vậy nè. À, vậy nè. Thì mèo thấy nó bình thường lắm rồi, nên các bạn có thể thay nó một tí. Các bạn có thể cầm nó, kẹp nó vào ngón tay của mình, rồi để nhẹ. Để nhẹ ở đây. Còn lên đây, lên môi, đúng không? Các bạn hay để gì nè. Đây là cách chụp phổ thông nhất của tất cả các chị em chúng ta, là cứ để tay như vậy là auto đẹp. Nhưng mà mình thêm cái hoang tí xíu, hoa nhưng không sến nha. Đó là để nhẹ thôi. Rồi cái hoa nó rơi đâu nó rơi, nhẹ nhàng thôi. Rồi mắt nhìn xuống. Như vậy là chúng ta đã có được rất là nhiều bức ảnh để mà có thể làm avatar hoặc là post lên chiều vội vàng, người bàng hoàng, sao ta lại ra đi, kiểu vậy đó. Hoặc là em đánh rơi kìa, trái tim anh đó nhặt lại đi, khởi chàng trai của em đó. Bao nhiêu bức ảnh chúng ta có thể viết ra được những cái bài nốt, những cái chiêu chiêu để có thể thả thính. Chúc các bạn luôn có những bức ảnh đẹp nha. Ở ngoài mình có thể đẹp hay xấu không quan trọng, nhưng lên ảnh là phải đẹp, nghe chưa? Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Bí Kíp Vàng. Hey, như vậy chúng ta bây giờ rất là háo hức và hồ hởi và phấn khởi. Không biết ngày hôm nay là thử thách của chương trình dành cho Lâm là như thế nào đây. Nhưng mà Lâm cũng không có sợ lắm, bởi vì Lâm đã trải qua rất nhiều thử thách rồi và không có thử thách nào có thể làm khó được Lâm. Chương trình hãy đưa ra thử thách đi nào. Hôm nay thử thách của Dương Lâm là được mời ăn uống ở nhà hàng 6 sao cùng với Lý Nhã Kỳ. Trời ơi! Dương Lâm hãy ăn uống như thế nào để toát lên sự sang trọng tinh tế từ khuôn miệng của mình? Chết rồi! Như vậy là chị xui của tôi Lý Nhã Kỳ đã đưa tôi một tấm thiệp. Tấm thiệp mới trên bằng, thời gian địa điểm do dành, lại một đám mừng ở trong lành, ngò quà thì tìm bông hoành man. Ôi, hoàng mang quá! Đầu tiên phải biến hình, mình vô nhà hàng mình phải đẹp đồ này nọ, mình phải phong cách như anh Nam Đàm Vĩnh Hưng được long lá đồ này nọ đâu. Đúng rồi, phong cách Đàm Vĩnh Hưng bắt đầu. Wow, trời ơi, nhìn cái là sang trọng liền, bây giờ khác nào cậu cả. Cậu cả trong gia phả, cậu cả có nhiều ngân phiếu ha. Cậu cả ơi, cậu sang quá, nhìn là toát là thần thái liền. Bây giờ còn chần chừ nữa, ta sẽ đến nhà hàng 6 sao để cùng ăn tối với chị xui của ta, chị Lý Nhã Kỳ. Chị xui ơi, tôi tới đây. Chị xui. Ủa cái gì gì ghê vậy? Ủa tôi ăn uống gì mà ê hề vậy? Ủa phải không? Mà bây giờ ăn uống không lẽ một mình em mà ăn hết cái này trời. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Trời ơi, bây giờ làm người sang khó quá. Bây giờ ăn uống 6 sao gì mà cực dữ vậy? À, bây giờ chắc chắn là phải hỏi chuyên gia của chương trình Bí Kíp Vàng mà thôi. Phải điện chuyên gia liền thôi.
Alo. Alo. Alo, chuyên gia ơi, bây giờ chết em rồi. Bây giờ mà đi ăn chị xui bà sang quá trời, bà quý phái quá trời. Mà bây giờ không biết ăn làm sao. Bây giờ cho em hỏi là mình ăn bún riêu mà không có cái tô mà có cái dĩa, mình ăn làm sao vậy chuyên gia? Món đó không có trong thực đơn nha Lâm. Ủa là không có thực đơn hả? À là mình sang trọng là mình ăn cái món khác đúng không? Vậy cho em hỏi đây là có 4 cái ly nè. Bây giờ mình ăn xin sáo rồi mình ăn ly nào vậy? Ly miệng bự hay ly miệng nhỏ vậy? Món đó cũng không có trong thực đơn hôm nay nhé Lâm. Chết rồi, sao cái gì cũng không có trong thực đơn vậy ta? Dạ chuyên gia cho em hỏi là cái món thực đơn ở trong cái nhà hàng 6 sao hoặc là cái sang trọng người ta thường ăn cái gì vậy? Thường bắt đầu vào bàn tiệc ta thường có sẵn bánh mì và bơ ở trên bàn. Món tiếp theo sẽ là món khai vị, có thể là salad hoặc những món ăn nhẹ. Món kế tiếp thường sẽ là một món súp. Súp. Món thứ ba sẽ là một món nóng. À. Món thứ tư là món chính. Món thường chính. Mỗi bữa ăn sẽ có hai món chính. Cuối cùng sẽ là món tráng miệng. À hay quá. Quý vị ơi, vậy là trải qua 3 tiếng đồng hồ đổ mồ hôi sôi nước mắt như vậy nha. Thì ta nói cái thử thách lớn nhất trong cuộc đời của Lâm là thi bằng lái xe như vậy nha. Lâm thi hoài, Lâm không đậu. Nhưng mà Lâm nghĩ cái thử thách đó cũng không bằng cái thử thách mà học làm quý tộc như thế này. Nhưng mà không sao, mình phải tập từ từ làm quen như vậy nha. Thì bây giờ sau 3 tiếng Lâm đã học được từ chuyên gia. Thì bây giờ Lâm sẽ chia sẻ với mọi người. Và phải dùng cái từ chia sẻ như vậy nha, không dám là hướng dẫn. Và cái này cũng mới học thôi, cho nên là chia sẻ mọi người. Mong mọi người sẽ góp ý cho Lâm, dù ai biết đó, góp ý nhau chút chút chút, để chúng ta có một cách ăn uống chỉnh chu và thanh lịch hơn. Dạ, bây giờ tưởng tượng đây là chị Xui Lý Nhã Kỳ nha. Chào chị Kỳ. Chị khỏe không? Thôi, bây giờ xin mời chị Kỳ hãy cùng nâng ly để chúc mừng tình thông gia của chúng ta. Mời. Rượu chát hả chị ha? Vâng, đó chính là ly champagne. Nó hơi chát chát một xíu, nhưng mà cũng rất là chill. Chị dùng tự nhiên nha chị Kỳ. À nó hơi kêu, em xin lỗi chị. Hơi kêu. Quý vị à, mình ở trong những cái khu vực sang trọng này, tránh phát ra âm thanh nha. Múc bơ, múc nhẹ nhàng thôi. Rung quá. quên. Nhẹ nhàng thôi, với miếng mì như thế này sang trọng thì mình chỉ cần ngắt một miếng ra như thế này. Dạ xin lỗi quý ngài, nhân dọn món khai vị ạ. Bao gồm gỏi tôm hùm với lại chả giò. Gỏi tôm hùm và chả giò ở đây rất là ngon nha chị Xui. Xin mời chị. Mình ăn chả giò trước ha. Chả giò. Nhớ rồi. Đây, nếu mà ăn chả giò thì chả giò nó hơi trơn. Được rồi. Giòn tan trong miệng. Ngon. Tiếp tục nha chị nha. Mình ăn gỏi ha. Mình trộn cho nước mắm nó đều lên. Trộn nước mắm cho nó đều. Ê. Đây là phồng tôm nha quý vị. Tưởng tượng như mẹ mà. Rình mèo quá, không có gì hết trơn. Mời chị. Mày uống cho nó trôi cái vị nha quý vị nha. Dạ xin lỗi quý khách, em sẽ dọn dĩa và dọn món súp thứ hai lên ạ. Súp của em hôm nay gồm có súp kem bí đỏ sò điệp. Mình có súp cua không em? Dạ hôm nay đơn không có súp cua ạ. Wow, ngon quá. Sò điệp bự quá. Đây là sò điệp đó chị. Thank you.
Ngon, vị đây ngon nha chị ha. Mọi người ơi, nãy giờ Lâm quên, Lâm quý tộc quá, cái Lâm ít nói, cái Lâm quên hướng dẫn. Nếu như mà mình thấy cái muỗng mà nó tròn tròn, nó chỉnh chỉnh như thế này nè, là cái muỗng mình ăn súp nha mọi người nha. Đó, thấy thương không? Đó, nhớ nha mọi người nha. Đó, cầm cái tay khéo vậy thôi, hớt nhẹ. Thôi. Ê, dằn, dằn. Ê, dằn lấy đồ lắm. Nhẹ nhàng thôi. Húp lại. Ủa có rượu rồi hả em? Dạ. Chị Xui ơi, chị muốn uống rượu gì? Rượu vang à? Nếu mà rượu vang thì mình uống này nha chị nha. Xin mời, chúc mừng tình thông gia của chúng ta. Hy vọng là sau này chúng ta mãi mối quan hệ này chị nha. Xin mời. Thử cách em dọn món chính thứ nhất là món bò mix tết. Thượng hạng. Dọn đi em. Nếu như món bò này thì quý vị nhớ nha, mình chọn cái nĩa nó hơi bự một xíu và cái dao nó cũng bự hơn cái dao bình thường nha. Rồi, xin mời mọi người, xin mời chị Xui. Nani? Dạ, bò thường hàng rất là mềm mà. Ủa vậy hả? À, tưởng thịt trâu. Mềm, bò mềm. Bò này mọi người nhớ uống với vang đỏ nha vị nha, để tăng cái hương vị, tăng cái vị bò lên, giúp cái hương vị nó thơm hơn, ngon hơn. Em ơi, còn món gì nữa không ạ? Dạ, em hết đi, em sẽ dùng tráng miệng lên nè. À, vậy xong rồi hả? Tráng miệng hôm nay gồm có là jerry trái cây với lại bánh caramel chuối đốt ạ. Jerry là mình không cần ăn cái này nha vị nha, jerry thì mình ăn cắn nhẹ. Kém thì bỏ lại nha. À, tính tiền đi. Bill. Tôi tính đi. Vậy là xong rồi quý vị à. Ôi thật là mệt mỏi. Tốt nghiệp rồi. Trời ơi. Quá trời. Trời ơi, cực quá quý vị. Quá cực luôn. Nhỏ lớn ăn ngoài đường ngoài xá không, lần đầu tiên mà tiếp xúc một môi trường mà sang trọng như thế này. Thiệt sự điều Lâm gồng mà đổ mồ hôi luôn mọi người. Từ đó Lâm nghĩ trong đầu là thôi mình ăn miễn mà no được rồi, mình uống cho đã khác là được rồi. Nhưng mà không quý vị, nhiều khi mình đến những buổi tiệc mình phải dùng những cái vật dụng sao cho nó đúng, cầm ly sao cho đúng, cầm nĩa sao cho đúng. Và ngày hôm nay cảm ơn Bí Kíp Vàng rất là nhiều. Chắc chắn là mọi người ở nhà cũng xem được và rút ra những bài học, hoặc là có những cái kinh nghiệm để mà thủ thân, để nhiều khi mình đến những buổi tiệc hoặc là những có hoặc là có những sự kiện quan trọng thì mình biết cách mình xài. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và cảm ơn chị Lê Kỳ ngày hôm nay đã dành thời gian quý báu của mình đến đây tham gia buổi tiệc cùng với tôi. Cảm ơn chị rất nhiều. Bye bye chị. Và bye bye mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bye bye. Xin chào và hẹn lại. Tốt nghiệp rồi. Tốt nghiệp rồi. Và đó là thử thách cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay rồi. Thời gian trôi qua thiệt là nhanh. Hy vọng rằng là với những thử nghiệm cũng như là những thử thách ngày hôm nay thì đã giúp cho quý vị sẽ tăng thêm điểm thanh lịch trong tương lai nhé. Bí kíp vàng do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Ashley, Dương Lâm, Luca cũng như là chị Cá Như sẽ đi tìm nhiều bí kíp hơn để chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu như quý vị có những bí kíp hay hơn, hãy cùng chia sẻ với fanpage của Bí Kíp Vàng nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Thì tớ không có tổng sức tổng máu, đơn giản thôi. Ổng hỏi rồi, sao trời, biết lắm chứ không được.